vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Dân ca xứ Nghệ kỳ này. Thưa quý vị và các bạn, ở tỉnh Nghệ An chúng ta hiện nay có thể nhìn bao quát tất cả các huyện trong tỉnh đều thành lập được câu lạc bộ dân ca. Đó thực sự là một dấu hiệu đáng mừng để mỗi vùng miền tôn lên được bản sắc văn hóa của mình, đồng thời phát huy, gìn giữ nguồn dân ca vốn đã tồn tại lâu đời. Trong chương trình Dân ca xứ Nghệ hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu về nghệ nhân Nguyễn Xuân Thảo. Ông chính là một nhân tố đã có những đóng góp nhất định trong việc phát huy và bảo tồn dân ca xứ Nghệ nói chung, Diễn Châu nói riêng, đặc biệt là đối với câu lạc bộ dân ca xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu. Về xã Diễn Thái, bên cạnh những cái tên vốn đã trở nên quen thuộc khi nhắc đến dân ca, như nghệ nhân ưu tú Đinh Nhật Tân, chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca xã, thì ông Nguyễn Xuân Thảo là một mắt xích mà không thể không nhắc đến trong việc duy trì, bảo tồn và phát triển câu lạc bộ dân ca xã Diễn Thái, đưa câu lạc bộ trở thành câu lạc bộ dân ca mạnh nhất của huyện Diễn Châu hiện nay. Đối với những thành viên của câu lạc bộ dân ca xã Diễn Thái mà nói, ông Thảo là người vô cùng đặc biệt. Đặc biệt vì tình yêu dân ca đã theo ông đi suốt dọc chiều dài của cuộc đời mình. Vẫn là thường xuyên với những buổi nói chuyện, đàm đạo để thống nhất về một vở mới, một bài hát mới. Ông Thảo, người song hành cùng câu lạc bộ dân ca lâu nhất, vẫn luôn là người đưa ra những ý kiến, đưa ra những đóng góp và cùng những thành viên câu lạc bộ tập thành những bài hát, những vở kịch dân ca. Lúc bận rộn cũng như khi nông nhàn, ông Thảo dường như luôn nung nấu trong đầu những lời ca, những nốt nhạc. Thật hiếm có một người nào đó mà vừa trong vai trò là diễn viên, ca sĩ, nhạc trưởng và cũng kiêm luôn là người sáng tác. Góc nhỏ này là nơi ông trầm tư suy nghĩ, là nơi ông đặt bút để cho ra đời không biết bao nhiêu là tác phẩm. Đến nay, số lượng tác phẩm mà ông Thảo sáng tác đã không còn tính được là bao nhiêu nữa. Chỉ biết rằng đó là số nhiều, rất rất nhiều những bài hát dân ca với đủ các đề tài xung quanh làng xóm, lao động, kiến thức nhà nông, tình yêu, quê hương đất nước. Cạnh đó còn có cả những vở kịch dài, kịch ngắn ông viết như Tình người mảnh đất quê ta, Trọn vẹn tình quê, để cho câu lạc bộ diễn trong các hội thi và đem về những thành tích không nhỏ, góp phần khẳng định vị thế của câu lạc bộ dân ca xã Diễn Thái trên địa bàn huyện, tỉnh. Không phải bây giờ, mà trước đây có khi là phải đến 50 năm, người ta đã thấy ông hát ở trên sân khấu, ở ngoài đồng ruộng, ở trong gia đình và mọi cái cuộc sinh hoạt với bạn bè. Ông Thảo thì cái dân ca với dặm nó như là một người nghiện ấy. Tức là cái men dân ca ở trong ông ấy, lúc nào nó cũng sẵn sàng là nó toát lên. Tôi là đã cùng tham gia với ông một số cái hoạt động thì thấy rằng là cứ hễ nói đến chuyện sinh hoạt hay là nói đến bất kỳ một cái chuyện gì ấy, thì ông đều đi một vòng rồi cuối cùng ông vẫn cứ quay về là hát dân ca, và ông hát một cách rất hồn nhiên, vô tư. Và rất nhiều nghệ nhân ở lớp đàn em của anh Thảo đây là trưởng thành nhờ cái công của ông đào tạo. Với bà con của xóm 6 xã Diễn Thái, gia đình ông Thảo là một điển hình về sự đam mê nghệ thuật, đặc biệt là đối với dân ca.
ông Thảo đã cùng với những thành viên trong gia đình của mình thổi hồn vào lời ca điệu phí dân dã được lưu truyền qua ngàn đời nay. Tình yêu dân ca xuất phát từ ông Thảo đã truyền sang những thành viên trong gia đình. Ấy là vợ, là những đứa con, các cháu. Ít nhiều họ đều bén duyên với nghệ thuật. Cùng biết hát dân ca, biết đàn, sáo, nhị và cùng truyền tình yêu ấy đến bà con trong xóm. Những khi đông đủ các thành viên trong gia đình, họ cùng nhau ngồi lại ôn chuyện đàn ca, nhắc nhở nhau cùng cố gắng sống trọn với nghề, tâm huyết và hiến dâng hết mình cho con đường mà mình chọn lựa. Giờ đây các con ông Thảo, họ phần đa đều công tác trong lĩnh vực văn hóa, là những người chiến sĩ văn hóa đang góp sức mình cho dân ca ví dặm khởi sắc lên mỗi ngày. Phát huy kế thừa cái truyền thống của gia đình thì bản thân là luôn ý thức được là mình làm thế nào để luôn giữ được cái lửa, cái dân ca ví dặm vừa biểu diễn và truyền dạy để dân ca sẽ thấm sâu vào mỗi người dân xứ Nghệ nói chung và làm lan tỏa đến các cái khu vực cả nước và trên thế giới. Thì rất là may được sinh ra trong một cái gia đình có cái truyền thống về hát dân ca ví dặm. Thì bản thân tôi, rồi con tôi và những người em thì cũng rất là say mê những làn điệu dân ca ví dặm. Dân ca lặng lẽ cháy lên từ trái tim ông để ông yêu nó tha thiết đến nỗi bữa ăn giấc ngủ đều là câu dân ca ám ảnh. Cùng vợ, cùng con, rồi ông lại cùng cháu mình chớp lấy câu hát dân ca ngay khi nào có thể. Câu dân ca đã được nhen nhóm lên, được các cháu hát thành thạo nhiều làn điệu mà người khác nhìn vào không khỏi trầm trồ, thán phục. Những đêm trăng rằm thì mẹ có hát những cái câu hát ví phường vại là trèo non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ thầy. Thì dần dần lớn lên thì tôi được đi học và học hỏi những đàn ánh, đàn chỉ và cùng đã tập tành là hát được những làn điệu bình thường của dân ca. Tôi ham mê cái dân ca thì thứ nhất là đã truyền dạy và phát huy được cái bản sắc văn hóa, nhất là dân ca ví dặm. Thì nó mang lại cho tôi là truyền dạy được cho nhiều lớp, nhất là đàn con, đàn cháu. Và cái dân ca cứ chuyên môn là đi theo với tôi cho cuối cuộc đời. Từng trải qua nhiều trại sáng tác, nhiều đợt tập huấn về đề tài dân ca ví dặm, ông Thảo ngày càng tự mình hoàn thiện mình hơn trong cả cách hát, cách biểu diễn. Cùng với câu lạc bộ dân ca, ông say sưa luyện tập quên cả tuổi mình. Gần 70 mà đôi lúc ông ngỡ mình vẫn là trai trắng, khi mà trời phú cho ông giọng hát không hề bị thời gian làm cho méo mó. Đôi lúc trong các vở kịch, ông còn đảm nhận cả những vai trẻ tuổi, đem đến cho khán thính giả, nhất là bà con, nụ cười, sự cảm phục và quý mến một con người luôn hết mình trong điệu ví tô ca. Trong nhiều năm qua là câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ xã Nhân Thái là đạt được rất là nhiều cái thành tích mà ông Thảo đóng vai cũng như là tham gia diễn cùng câu lạc bộ thì như thế là rất là thành công và thường là đạt cái giải cao là có cái sự công lao cống hiến của ông Nguyễn Bách Thảo. Thực hiện cái hát dân ca của ông Thảo thì một là về chất giọng, hai nữa đó về các cái làn điệu cổ thì ông cũng đã phổ biến cho nhiều cái đoàn thể, cái điều kiện để mà tập luyện rồi mà truyền dạy cho các cái thế hệ thì là rất là nhiều, cho nên là được nhân dân là rất là mến mộ. Phát triển và lưu truyền dân ca vốn không phải là điều bắt buộc đối với bất kỳ ai, hoàn toàn từ sự yêu mến được phát sinh sau những mỏi mệt bộn bề cuộc sống. Ông Thảo cùng những người nông dân chân chất quê ông đã cùng nhau vun đắp cho câu dân ca, không để nó bị mai một theo thời gian, không để nó thiếu đất sống. Vốn sinh ra, lớn lên từ mảnh đất giàu truyền thống văn hóa
với những làn điệu dân ca xứ Nghệ. Ông Thảo cùng sinh hoạt, đồng hành, đóng góp công sức cùng một câu lạc bộ dân ca đầy niềm đam mê và sức sống bền bỉ. Với ông Nguyễn Xuân Thảo, trên hết là tình yêu dân ca, bởi lời ca điệu ví đã thấm đẫm trong hơi thở, trong cuộc sống của ông. Ông đã và đang cống hiến hết mình cho dân ca ví dặm, thắp lên trong lòng những người dân nơi đây tình yêu dân ca. Bởi dân ca chính là ý đẹp lời hay về nghĩa xóm tình làng, về tình yêu đất nước quê hương. Và dân ca cũng chính là lời truyền dạy về thuần phong mỹ tục của cha ông ngàn đời để lại. Vâng, chúng ta đã được chứng kiến những hình ảnh, những cống hiến và tình yêu tha thiết với dân ca ví dặm của nghệ nhân Nguyễn Xuân Thảo. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một trích đoạn do chính nghệ nhân Nguyễn Xuân Thảo sáng tác và trình bày. Tiếng đàn cấu vị ngân nga mênh mang điệu hát lời ca rộn ràng ta nhớ công ai tháng ngày xây dựng lo cho dân cuộc sống mà đẹp giàu ơn nghĩa nặng tình sâu đã đi vào lịch sử vượt qua bao gian khổ vất vả chẳng sơn lòng sáng đẹp đất quê ta hoa công chờ đợi từng bước đi lên quê hương trong ngày mới giọt mồ hôi rơi đất hiểu được tình người tuyến thắm những lửa đôi đi xây đời sức khỏe ta dâng trí tuệ tố đẹp đất quê mình để cuộc sống vươn nhanh cho nghĩa tình trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, những đóng góp tích cực của cá nhân nghệ nhân Nguyễn Xuân Thảo cho câu lạc bộ xã nhà cũng như với nền dân ca xứ Nghệ thật xứng đáng để được trân quý và tôn vinh phải không ạ? Đến đây chương trình dân ca xứ Nghệ kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.